tuyển Việt Nam giữ vị trí 96 bảng xếp hạng FIFA, trên Thái Lan 15 bậc. Ngày 22 tháng 12, giờ châu Âu, trên bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2022 với vị trí 96 thế giới, chẳng những giữ vững vị trí số 1 ở Đông Nam Á mà còn bỏ xa tuyển Thái Lan đến 15 bậc. Ở lần cập nhật này của FIFA, tuyển Việt Nam chỉ được cộng 1,98 điểm, một số điểm không đáng kể, để đạt tổng điểm 1.228,63 điểm. Nhưng kết quả này cũng đủ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giữ được vị trí 96 thế giới. Như vậy, liên tục trong 5 năm qua, kể từ năm 2018, tuyển Việt Nam luôn kết thúc năm trong top 100 đội tuyển hàng đầu thế giới. Với vị trí hiện tại, tuyển Việt Nam là đội xếp hạng 17 châu Á và là đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam đã bỏ rất xa Thái Lan, đội xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan vẫn đứng thứ 111 thế giới dù bị trừ 1,52 điểm. Philippines, đội vừa thua Campuchia 2-3 ở trận ra quân tại AFF Cup 2022, xếp thứ 3 của khu vực khi rớt một bậc, xuống hạng 134 thế giới. Các đội tuyển Đông Nam Á xếp phía sau là Malaysia, hạng 145, và Indonesia, hạng 151, Myanmar, hạng 159. Kết thúc năm 2022, vị trí số 1 thế giới vẫn tiếp tục thuộc về tuyển Brazil của những ngôi sao như Neymar, Vinicius Junior, với 1.840,77 điểm. Trong khi đó, tuyển Argentina của siêu sao Lionel Messi, đội vừa vô địch World Cup 2022, đã vươn lên vị trí số 2 với 1.838,38 điểm.